TikTok giờ đây đã nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt trong giới trẻ. Thế nhưng ứng dụng này lại vướng nhiều lùm xùm về thu thập dữ liệu người dùng. Mới đây, Anonymous, nhóm hacker nổi tiếng lớn nhất thế giới, kêu gọi xóa TikTok. Cụ thể, nhóm tin tặc ẩn danh đã viết: "Hãy xóa TikTok ngay bây giờ. Nếu bạn biết ai đó sử dụng ứng dụng này, hãy giải thích với họ. Đây là phần mềm theo dõi do chính phủ Trung Quốc tạo ra." Nhóm tin tặc cũng dẫn lại bài viết của một người dùng tự nhận là kỹ sư chia sẻ trên Reddit cho rằng không chỉ nội dung từ Clipboard, TikTok còn ăn cắp nhiều thứ hơn thế. TikTok lấy dữ liệu nhiều hơn Facebook, YouTube, Instagram hay bất kỳ ứng dụng nào mà bạn biết. Bạn có thể giải trí những nội dung tương tự ở những nền tảng khác mà không phải giao nộp thông tin của mình cho chính phủ Trung Quốc. TikTok hiện vẫn chưa lên tiếng xác minh những cáo buộc này. Thời gian qua, TikTok đã trở thành nỗi lo ngại ở nhiều quốc gia. Ngày 29 tháng 6, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho rằng ứng dụng này gây tổn hại cho chủ quyền và toàn vẹn quốc phòng an ninh quốc gia và trật tự công ở Ấn Độ. Tại Mỹ, TikTok gây nỗi ám ảnh cho giới chức nước này về vấn đề an ninh mạng, thậm chí bị quân đội Mỹ cấm sử dụng. Vài tháng trước, một số quốc gia cấm cửa ứng dụng này vì lo ngại các vấn đề an toàn cho trẻ em.